Màn livestream thu hút hàng nghìn người xem của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mới đây khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trên livestream và thu hút đến hơn 18.000 lượt tập trung theo dõi. Con số khủng khiến không ít người thắc mắc, mò đến tận nơi để xem liệu nghệ sĩ Hoài Linh đã làm điều gì đặc biệt trên livestream mà thu hút đông người đến thế. Bất ngờ hơn, tất cả những thông tin hồi hóng hớt có được chỉ đơn giản là nghệ sĩ Hoài Linh hello cả nhà trong vòng 2 phút. Cuộc tụ tập ngắn ngủi này khiến nhiều người dở khóc dở cười, bỡ ngỡ chẳng hiểu vì sao chú bốn lại có được sức hút mạnh mẽ đến mức kỳ lạ như thế. Thậm chí, lượt người xem cũng tăng đột biến sau mỗi câu xin chào của nghệ sĩ Hoài Linh. Chú liên tục nói mấy trăm lần với một kiểu câu duy nhất và không định dừng lại. Không ít cư dân mạng cũng bắt đầu lên tiếng giải mã nguyên nhân. Nhiều người cho rằng việc một nghệ sĩ hoạt động bằng cả cái tâm chắc chắn có tâm và luôn được khán giả mến mộ, yêu thương. Người ta tìm đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh không vì chú cố tạo điểm nhấn mà chỉ đơn giản để được xem, nhìn thấy mặt người nghệ sĩ gần gũi, thân thiện với fan. Một số bình luận liên quan, vì mọi người đã quá chán nản với những thứ tào lao rồi nên tìm những thứ bình dị, vui vẻ là điều đương nhiên. Chú Linh mà live bán quần áo thì thôi rồi luôn, đúng là người có tâm thì ắt cũng sẽ có tâm, luôn ngưỡng mộ, trân trọng nhân cách làm nghề của chú. Nghe thấy giọng của chú đã tự thấy buồn cười rồi, cần gì phải làm lố nữa, chú không chạy show mà show tự chạy tới chú nha. Đẳng cấp là mãi mãi, giờ có nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng thiệt, nhưng mình nghĩ chú Linh vẫn sẽ là tượng đài trong lòng mọi người, chúc chú luôn có nhiều sức khỏe liên tục hay lột cả nhà như vậy nha. Đây không phải là lần duy nhất nam nghệ sĩ gây sốt vì sức hút đè bẹp nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Cách đây không lâu, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bắt đầu hoạt động TikTok. Chỉ trong 26 giờ ngắn ngủi tham gia trên nền tảng mạng xã hội này, chú trở thành TikToker hot với 1,1 triệu lượt follow. Ngày 6 tháng 2 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh cũng lập YouTube cá nhân, đăng tải đoạn clip đầu tiên. Đáng nói hơn, có 250.000 lượt đăng ký chỉ sau clip đó và trong vòng chỉ 4 ngày, chú rinh về chiếc nút bạc đầu tiên từ YouTube, niềm mơ ước của bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực này. Trong các video trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống thường ngày. Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Hoài Linh đã dẫn khán giả đi khám phá vườn tược của mình. Với giọng điệu hài hước, nửa đùa nửa thật, nghệ sĩ khoe cây cherry 7 tỷ đã ra 5 trái 9 cây. Mọi người còn nhớ cây cherry 8 tỷ mà người ta trả 7 tỷ tôi không bán không? Hôm qua tôi quay nó vào ngày 25 Tết, là ngày đầu tiên tôi làm kênh YouTube này. Hôm nay, cây cherry 8 tỷ của tôi đã chín rồi. Nó chín được 5 trái trên cây, còn bên dưới ruộng khá nhiều. Cứ lâu lâu tôi lại ra dưới gốc cây lùng quả về ăn. Trái nào bị sâu ăn, chim ăn thì thôi. Trái nào còn nguyên vẹn thì đem rửa để ăn. Ăn vào rồi phun phèo phèo hột ra. Có cây đu đủ cũng ra, vừa đủ một trái to bằng trái chuối, khiến nam danh hài dở khóc dở cười. Mọi người còn nhớ cây đu đủ hôm nọ tôi quay clip trèo lên hái không? Tôi hái được 6 trái đu đủ trên cây đó. Những cây đu đủ phía sau nhà thờ tổ này còn đặc biệt hơn. Ai nhìn cũng hết hồn. Nó chín được một trái bé tí, trái đu đủ mà tưởng trái chuối. Ăn trái này vào chắc xỉu luôn vì hận, hận vì sao trồng mãi nó không lớn, đúng là nghiệp chướng. Nhắc đến nghệ sĩ Hoài Linh, người ta sẽ nghĩ ngay đến một người đã cống hiến bằng cả đam mê, nhiệt huyết cho nền nghệ thuật Việt. Chú một mạc, chân thành, làm nghề bằng cả cái tâm và chính điều đó đã chạm được đến trái tim của nhiều khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh là một nghệ sĩ đa năng, chăm chỉ, hoạt động liên tục một thời gian dài. Tuy nhiên khi nói về sự nổi tiếng của bản thân, chú cho rằng mình may mắn được tổ nghiệp đãi, ký thác sứ mệnh cao quý đối với nghệ thuật nước nhà. Bằng tất cả sự biết ơn đến khán giả, cái nghề đã chọn mình, năm 2016, nam nghệ sĩ đã khánh thành nhà thờ tổ với kinh phí xây dựng 100 tỷ đồng. Được biết, số tiền đó là do nghệ sĩ Hoài Linh dành dụng, chạy show tích góp mà thành. Sau đó, nghệ sĩ ít hoạt động dần đi vì tâm nguyện đã xong. Thế nhưng tên tuổi của Hoài Linh vẫn luôn ở đỉnh cao, chiếm vị trí quan trọng trong lòng khán giả.